Ở đây em sẽ lắp cái phần lịch của cái dòng máy Pozot đời đầu này vào cho các bác xem nhé. Đó, đây là Pozot đời đầu này. Đó, đây, mặt số của nó đây, là lịch của nó đây. Trước tiên ở chỗ này là mình chú ý là lắp bình tĩnh thôi, tại vì nó có hai cái râu nên mình phải thật sự cẩn thận. Đó. Đầu tiên này sẽ lắp cái bánh này đã, bánh truyền này đã. Rồi tiếp theo. Đó. Tiếp theo nữa vào đây. Và cái bánh bánh này nó vướng cái cá này các bác nhé. Nên là mình phải giữ. Đó, sau đó là mình sẽ gạt cái này lên. Để cho nó vào cái cá này. Đây kìa. Đấy, khi nó sạch xuống rồi ok. Thế là xong. Rồi bây giờ tiếp tục đến cái dâu này. Cái dâu này thật sự cẩn thận không thì nó bay mất. Bay như chơi thì cái dâu này rất dễ bay nhé. À, thì em sẽ để cẩn thận hơn thì em sẽ trước tiên em sẽ để cái chắn này vào đã. À, cái này nó ở phía dưới các bác ạ. Dưới cái phần này. Cái bánh này. Vậy thì em phải tháo cái bánh lịch ra trước thì em mới lắp được cái này vào. Đó. Đó, nó như này các bác ạ. Sau đó sẽ lắp cái này vào. Đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng chính móng tay của mình ấy. Mình đỡ cái này vào và mình gạt cái này lên. Đó, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đó. Và tiếp tục đến cái chỗ cái cá này cẩn thận không thì nó sẽ bay mất cái râu đi, rất dễ bị bay cái râu đi. Đó. À, bây giờ em sẽ lấy cái móng tay em đỡ vào đây. Đó. Rồi ok. Đó. Rồi bây giờ đến cái mảng này. Đúng không ạ? Cái đời này khó lắp hơn là cái đời sau, càng về sau càng dễ lắp hơn. Thế nên là tại sao đồng hồ mình nên để móng tay cho đó, để móng tay nó phát huy hiệu quả những cái đồng hồ này này, đồng hồ cổ này các bác nhé. Đấy, nó có tác dụng giữ rất tốt. À, mình giữ như này, xong đó là mình sẽ bắt cái ốc vào. À. Xin lỗi, cái này là em đã cắm nhầm nó vào đây để vỗ cho nó ra. Đó. Đấy, sau khi dỗ vỗ ra rồi thì các bác lưu ý là đừng có lắp nhầm nỗ của nó bên này, chứ đừng đặt lên đây đấy, nhầm như em. Đấy, vào đây. Đó. Sau khi xong thì em sẽ lắp cái mặt số rồi.
Sau khi ấy, mình sẽ vặn con ốc này vào. Cái mặt số này nó không có cái giữ mặt đâu nhé. Đó, nên là mình không lo. Đó. À, lịch nó đang ở cái vị trí nhảy vừa lịch nhảy lịch xong rồi. Nếu mà các bác chưa lắp nhảy lịch, các bác phải cho nó nhảy lịch đấy nhé. Thì mới lắp tim giờ. Đó. Kim mình đang bị đổ cho một tí đúng không? Đấy, kim này bị đổ. Đấy, đây là em vừa lắp xong phần lịch của máy. Dòng Pozốt rồi đâu. Yeah.